Tiếp tục thông tin về vụ việc nữ đại úy công tác tại Công an quận Đống Đa, Hà Nội gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất, khiến dư luận bức xúc cách đây ít lâu. Ngày hôm nay, theo thông tin mà phóng viên Chào Buổi Tối nắm được, thì nữ đại úy này đã bị Đảng bộ quận Đống Đa khai trừ ra khỏi Đảng. Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết tổ chức đảng của Công an quận Đống Đa đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đảng đối với đại úy Lê Thị Hiền, cán bộ Công an quận Đống Đa. Ngoài ra, đơn vị này đã đề xuất giám đốc Công an thành phố Hà Nội kỷ luật bà Hiền bằng hình thức giáng cấp bậc hàm từ đại úy xuống trung úy và cho viết đơn xin ra khỏi ngành. Trước đó, vào ngày 11 tháng 8, trong quá trình làm thủ tục bay, bà Hiền đã có những hành vi lăng mạ nhân viên, làm náo loạn tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngay sau đó, vị nữ hành khách này đã bị lập biên bản xử phạt 200.000 đồng về hành vi gây mất trật tự công cộng và Cục Hàng không Việt Nam ra quyết định cấm bay trong thời hạn 12 tháng. Cùng thời điểm đó, Công an thành phố Hà Nội đã đình chỉ công tác 30 ngày đối với bà Hiền để xác minh làm rõ vụ việc. Một ngày tôi phải chạy 5 triệu Facebook cho con này. Chồng ấy chồng, bà có con phải ra gì?